Cô chào cả lớp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi học số 137 và giao bài của buổi học số 138. Vậy thì bây giờ đầu giờ thì cô đã thể thời gian chờ khá là lâu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa bài luôn nhé. Trong phần chữa bài này thì chúng ta sẽ có phần chữa bài về dạng câu so sánh ở dạng dần nhấn mạnh, đúng không ạ? Như hôm qua chúng ta đã làm với nhau rồi. Ở dạng câu nhấn mạnh hơn. Ví dụ thay bằng tôi nói là cái đồng hồ của tôi mới hơn của bạn. Tôi nói nhấn mạnh hơn bằng cách là gì ạ? Đồng hồ của tôi mới hơn đồng hồ của bạn rất nhiều, đúng không ạ? Vậy là cái cách đó người ta gọi là cách so sánh ở dạng câu nhấn mạnh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với phần lý thuyết của phần câu này. Chúng ta có so sánh hơn luôn luôn tồn tại ở hai dạng, đó là so sánh hơn với tính từ ngắn và so sánh hơn với tính từ dài, đúng không ạ? Ở dạng nhấn mạnh này chúng ta có dạng so sánh nhấn mạnh hơn nhiều và nhấn mạnh hơn một chút. Các bạn thấy không ạ? Cô để riêng cho các bạn này. Đầu tiên chúng ta đến với nhấn mạnh với tính chất hơn nhiều. Vậy thì chúng ta sẽ thêm những từ sau đây đứng trước tính từ các bạn nhé. Các bạn thêm far, much, a lot, even, still, greatly đứng trước tính từ so sánh. Đó. Nếu ở dạng nhấn mạnh với tính chất hơn rất nhiều, đúng không ạ? Ví dụ tôi nhiều tiền hơn bạn rất nhiều, hoặc là tôi cao hơn bạn rất nhiều. Đó, người ta gọi là nhấn mạnh tính chất ở dạng hơn là hơn rất nhiều. Thì mình sẽ cộng với far, much, a lot, even, still, greatly đứng trước tính từ so sánh. Và ngược lại chúng ta sẽ có với chủ ngữ. Khi chúng ta ở dạng với tính chất nhấn mạnh hơn một chút, ta sẽ cộng với a bit, a little, slightly đứng trước tính từ so sánh. Các bạn thấy không ạ? Hai dạng câu ở đây là so sánh với tính từ ngắn là thêm được a, và so sánh tính từ dài là thêm more. Đó. Vậy các bạn nhớ nhé, các bạn sẽ ghi bài vào giúp cô nhé. Tính chất hơn nhiều thì mình cộng với far, much, a lot, even, still và greatly. Còn nếu mà hơn một chút thì ta sẽ cho thêm a bit, a little hoặc slightly đứng trước tính từ so sánh. Ví dụ ta có his watch is much newer than mine. Cái đồng hồ của anh ấy mới hơn cái đồng hồ của tôi rất nhiều, đúng không ạ? Mới hơn rất nhiều. Much newer. Đó. Much newer. Hoặc Henry's car is far more convenient than hers. Ô tô của Henry thì tiện lợi hơn của cô ấy rất nhiều, đúng không ạ? Đó. Vậy chúng ta thấy rằng là ở đây đề bài đã cho sẵn từ much đứng trước newer để thể hiện dạng tính chất so sánh với tính chất hơn, mạnh hơn rất nhiều, đúng không ạ? Hoặc là far more convenient. Tác giả đã để với từ far ở dạng so sánh hơn với dạng tính chất nhấn mạnh. Far more convenient. Hoặc ví dụ this bag is likely heavier than the other one. Cái cặp sách này nhẹ hơn một chút, nhẹ hơn cái cặp sách kia một chút. Ở với hai ví dụ này thì chúng ta thấy rằng là dạng so sánh ở dạng so sánh hơn một chút. Ta thấy rằng chúng ta có slightly đứng trước tính từ heavier. Hoặc that house is a bit more expensive than we expected. A bit more expensive. Đắt hơn một chút, a bit more expensive. Vậy thì các bạn, cô sẽ cho các bạn thời gian để chúng ta ghi cô phần lý thuyết và cả phần ví dụ vào trong vở nhé. Và khi nào các bạn ghi xong rồi thì cô sẽ chữa bài.
Rồi, vậy thì chúng ta đã ghi bài xong rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần chữa bài. Câu 1. Cái cặp sách của cô ấy to hơn của tôi nhiều. Vậy khi này chúng ta gặp với từ nhiều thì ở đây chúng ta sẽ có đây là so sánh hơn với cái dạng là nhấn mạnh nhiều hơn. Đúng không ạ? Nhấn mạnh nhiều hơn. Rồi, vậy các bạn cho cô xin đáp án của câu 1 nhé. Ok, vậy cái cặp sách của cô ấy, her bag, đây là chủ ngữ số ít, vì vậy ta dùng is. Her bag is far bigger than, ta dùng với dạng câu so sánh với tính từ ngắn, ta chuyển thành bigger, đúng không ạ? Và nhiều hơn nhiều, ta dùng với far, far bigger than mine, ok? Her bag is far bigger than mine. Câu 2. Bài tập về nhà dễ hơn bài kiểm tra rất nhiều. Ở đây ta lại gặp với dạng so sánh nhấn mạnh rất nhiều. Đúng không ạ? Các bạn lại cho cô xin đáp án nhé. Các bạn cho cô xin đáp án của câu 2 nào. Nào, các bạn cho cô xin đáp án của câu 2 nào. Bài tập về nhà dễ hơn bài kiểm tra rất nhiều. Cũng là dạng so sánh hơn nhấn mạnh, đúng không ạ? Hơn rất nhiều. Rồi, vậy ta có bài tập về nhà, exercise, homework. Alright. Homework là một danh từ không đếm được. Vì vậy ta dùng với động từ is. Homework is still easier than. Khi này chúng ta dùng với dạng so sánh hơn ở dạng nhấn mạnh nhiều, ta dùng với still. Still easier than test. Okay. Homework is still easier than test. Rồi, câu 3. Hà Nội rộng hơn rất nhiều so với Bắc Ninh. Vẫn là dạng so sánh hơn là dạng nhấn mạnh, đúng không ạ? Hà Nội rộng hơn rất nhiều so với Bắc Ninh. Các bạn lại cho cô xin đáp án nhé. Vậy ta có chủ ngữ Hà Nội. Đây là chủ ngữ số ít, vậy nó sẽ là Hanoi is greatly larger than. Trong 5 câu này thì cả 5 câu cô đều dùng 5 cái tính từ, 5 cái từ nhấn mạnh khác nhau. Đấy, cho các bạn sẽ phong phú hơn về cách chúng ta lựa chọn những cái từ nhấn mạnh ha. Hanoi is greatly larger than Bắc Ninh. Đó. Và chúng ta nhấn mạnh với tính từ so sánh hơn là larger. Chúng ta thêm với từ greatly đứng trước từ larger. Greatly larger than Bắc Ninh. Câu 4. Cô ấy mập hơn tôi rất nhiều. Các bạn cho cô xin đáp án nào. Cô ấy mập hơn. Mập hơn thì chúng ta có thể dùng từ big, đúng không? Hoặc từ fat. Rồi, vậy chúng ta có chủ ngữ cô ấy là she, đúng không ạ? She thì chắc chắn là phải là she gì? She is, đúng không ạ? Mập hơn rất nhiều. She is a lot fatter than I. She is a lot fatter than I. Ok. A lot là từ so sánh nhấn mạnh, đúng không ạ? Fatter là tính từ so sánh. Fatter, ok, than I. Câu 5. Cái xe ô tô xanh chậm hơn cái xe ô tô đỏ rất nhiều. Cái xe ô tô xanh chậm hơn cái xe ô tô đỏ rất nhiều. Vậy ta có the green car is far slower than. Chúng ta thấy rằng tính từ so sánh hơn là slower. Vậy chậm hơn rất nhiều thì sẽ là far slower than the red car. Đó, the red car. Vậy các bạn có thời gian để nhìn lại cả 5 câu trong phần bài học ngày hôm nay. Trong phần bài học ngày hôm nay chúng ta dùng với câu so sánh hơn ở dạng nhấn mạnh hơn nhiều. Hơn nhiều. Đó, nhấn mạnh hơn nhiều.
Để các bạn sẽ nhìn lại nhá, xem còn câu nào chúng ta chưa hiểu thì các bạn sẽ hỏi cô. Thực ra thì câu so sánh với dạng nhấn mạnh thì nó chỉ thêm một cái từ nhấn mạnh ở đằng trước tính từ so sánh thôi, đúng không ạ? Nó chỉ thêm mỗi một cái từ nhấn mạnh thôi. Ví dụ như chúng ta bỏ những cái từ đó đi thì nó vẫn là dạng câu so sánh hơn bình thường, đúng không ạ? Thì chúng ta thêm những cái từ nhấn mạnh vào thì để nó làm gì? Nhấn mạnh cái tính chất của hai sự vật, đúng không ạ? Cái mối liên hệ, cái mối tương quan giữa hai cái sự vật đó, cái sự so sánh giữa hai sự vật đó. Đó, chúng ta nhìn lại nhé, sau đó thì các bạn xong rồi thì cô sẽ bắt đầu chuyển sang phần giao bài. Trong phần giao bài của buổi học ngày mai, chúng ta sẽ vẫn học tiếp tục về với tính từ ở dạng so sánh, câu ở dạng so sánh hơn ở dạng nhấn mạnh. Và ở đây chúng ta sẽ có buổi học ngày mai, chúng ta sẽ học với dạng nhấn mạnh với tính từ dài, các bạn dùng với more than. Đó. Và các bạn sẽ có thời gian để ghi lại phần bài về nhà nhé.